test cái lưới chống côn trùng đi. À, kéo dây cây. Ừ, đi. 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 Kéo dây. Đi. Rồi. Kéo không phải lột kéo. Kéo lưới lại. Kéo lưới lại. Rồi. Đó. À, lưu lưu tên lưu 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 lưu. Lưu lưu côn trùng em. Lưu lưu côn trùng. Ờ hết vô được rồi. An toàn luôn rồi. Vừa bảo hộ luôn. Đúng rồi. Kéo lại. Đúng rồi, hay quá. Bảo hộ côn trùng rồi. À. Rồi. Hết giờ được rồi. Rồi vô đây, vô đây, vô đây nè. Vô phòng có cái mới nè. Đây là phòng phòng khách. Đi nè Tiên. Rồi. Rồi đóng đây. Rồi vô vô vô. Vô đây có cái mới nè. Đi. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Đây phải có cái ghế. Rồi có cái ghế nè. À. À, nhìn 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 ok. Rồi, tên lên tên. Lên chỉ có chú Vịnh kìa. Vô vô. Rồi. Có lưới mới kìa. Vô. Vô vô. À. Đây là lưới trong phòng, rất là đẹp luôn, lưới trong phòng phòng ngủ. Rất là đẹp. Đó. 2 3 bật lên. Ô, hay dữ. Lưu 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 hết côn trùng rồi. Ừ đó, làm gì rất là đẹp luôn, khỏi phải gỡ cái này. À, làm ngay cái cánh này thì phải gỡ này đúng không, nếu mà làm ngay cái cánh thôi. Ừ, làm full. Ừ, đóng lại đóng lại đóng lại, côn trùng nó vô, đóng lại đúng rồi. À, làm gì thì đẹp luôn, cản cản bụi rồi chống nắng. À, rồi hơi xuống được rồi, xuống xuống ra phòng ngủ. Galuja luôn đi, Galuja luôn. Đâu kia luôn. Đi đi đi, cái đây cái đây. Ngồi dậy. Ngồi dậy, ngồi dậy đi đi. Rồi. Kéo này đi, kéo này đi. Quay dàn phơi hả? Quay dàn phơi xíu đi. À. À, ngon lành liền. À. À. Ừ. À, ok liền, ok liền. Quay dàn phơi hả? Quay dàn phơi luôn em. Quay dàn phơi luôn đi. Tiên tiên cho tiếng quay gà ấm ấm. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiên Dừa và Xì Tiên En. Bye bye.